Hello các bạn, cho mình xin thông báo một vài thông tin. Thì kể từ tháng 6 năm 2023, xe ôm shop của mình sẽ làm việc từ 8 giờ 30 sáng cho tới 20 giờ 30. Mình sẽ làm việc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, không có ngày nghỉ. Mình sẽ nghỉ vào những ngày lễ lớn và những ngày Tết. Và địa chỉ của mình là 88 Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Có rất là nhiều anh em đi lạc qua bên chợ Tân Mỹ, nhưng mà mình là 88 Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Để dễ tìm nhất thì các bạn có thể lên Google Maps để tìm xe ôm shop nha. Yo, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xem Shop. Bây giờ mình chở bạn Dương đi qua nhà của giáo sư. Giáo sư chạy Tiger 900 phiên bản Pro. Giáo sư của mình bị mình dụ một pha gọi là rất là ngoạn mục các bạn. Đèn là giáo sư mua sẵn đó, có mua xe là có sẵn ở trên xe luôn, toàn tôn đúng không ạ, tất cả đều là tôn hết. Sư có nhắn cho mình hỏi cái đèn chở code, tại vì cái code của ảnh nó đang, nghĩa là hệ thống mà chiếu gần của ảnh á, nó chưa có tối ưu, ảnh chưa có thích. Thì mình cũng gọi là có tâm ha, nói ở 303 cái rượu này nhà em chơi được, nên anh tính lên cặp L7, Lobo L7. Mà mình nói là ôi, với tốc độ anh chạy, với kiểu của anh chạy á, cái Lobo L7 á nó không có đủ đâu, anh phải lên tầm L9, L12, 12 rồi là 15 để mới được. Xong mình dụ hồi cái mình chịu, ảnh thôi anh tháo hết đèn ra đi, em thanh lý lại giùm anh, em lên cái Lobo cho anh. Anh nghe anh cũng suy nghĩ ha, rồi khoái giờ dính kèo luôn, giờ chạy qua lấy xe của giáo sư đem về làm nè. Mà nói chung á là thường mình tư vấn cho mấy anh em khách hàng á, hoặc là mấy anh em mình đi chung á, là mình tư vấn theo nhu cầu không à, chứ mình thường không có tư vấn theo giá. Tại vì nếu mà tư vấn theo giá thì nó sẽ dựa trên cái chi phí của mọi người. Mình nói thẳng cái nhu cầu của anh á, là đây là tối ưu nhất nè, anh có thể lên bất cứ cái gì. Sau này mà ví dụ như anh cảm thấy lên rồi á mà nó không đủ á, thì anh có thể lên theo ý của em. Nè, anh nào cũng vậy đó, chơi chán chơi đèn rồi đó, 3-4 loại đèn khác nhau rồi bắt đầu mới ý thức được rằng là đúng rồi, phải gom về một đèn rồi. Tại vì mình là thằng chơi đèn mà, xong rồi cũng về tháo hết ra, xong rồi bán lại lỗ, xong rồi mới chịu tin mình, mới chịu lên theo ý của mình. Ở dưới nè anh ơi, ở dưới nè. Rồi anh xuống đây. Rồi. Bỏ hết luôn đúng không? Đấy. Này. 1, 2, 3 là bỏ ba cái này luôn đúng không? Đổi qua cái giá đỡ ADV không? Cái mẫu ADV hôm qua mới lên cho anh Đức xong. Mẫu ADV là nó có chống rung, sạc không dây với là sạc có dây. Có cái chống rung cơ học á. Chống rung cơ học. Anh đang định mua một cái phone giỏ này á, để khi mà đi á thì mình mua, mình trả lại, chứ còn cái phone của anh không dùng được rồi. Cái gì? Nhạy cảm đó. Mua cái điện thoại Samsung có 2-3 triệu à, đúng màn hình to đùng để chỉ để xem bản đồ thôi. À thì nói chung là mà anh lên cái này mà có chống rung á thì anh xài điện thoại này trả được. Thì biết rồi, nhưng mà cái điện thoại mà lấy cái iPhone Pro ra xài lãng phí quá. Có gì đâu lãng phí, nên quan trọng là nó chống rung mà. Dùng. Nhưng mà ý là lên luôn không hay là anh vẫn xài cái này? Em cứ chụp hình anh nha. Để em gửi cho. Xài cái này, xài Lobo mới rồi nè. Đẹp không? Coi như thay hết là chỉ còn có một cái. Đúng rồi, nhưng mà cái đó anh muốn lắp ở đâu? Tại vì của anh nó không có cái thanh ở trên. Thường á cái đèn nó để trên cao là ngon nhất. Đấy, nó là vừa cốt vừa pha luôn đúng không? Đúng rồi, anh để trên cao nó sướng lắm. Thì nó to cái này nè. Ngon quá. Nó to như cái lơ này luôn nè. Thật ra cái đèn anh nó vẫn ngon, nhưng mà do anh để thấp quá. Cái xe này nó có cái bộ khung lên đây nè. À có cái loại cái trên này gì mà. Đúng rồi. Thì tại anh không gắn á. Đúng rồi, nó có một nửa này lên đây nè. Đúng rồi, nó lên đó thì thường là người ta lắp cái đèn ở đây nè. Nó cao. Ừ. Do anh không có. Nếu mà để đây thì sao? Cái trên này này. Đưa cái này lên trên. Thì nó đứng nằm ở đây rồi thôi. Được. Để thì được. Thôi bây giờ em để đi, rồi anh đi. Ví dụ không được thì bắt đầu mình tính giải pháp trên cao. Rửa xe không? Rửa lấy tiền chứ không tiện nha. Rồi. Nói trước nha. Có làm gì nữa không? Em tiện em làm luôn cho. Cái gì? Có, anh ý là anh có coi làm vô em tiện em làm luôn cho. Có gì đâu mà làm. À công tắc để đâu? Công tắc để đâu tiền? Hay đây à? Anh thấy nó đen, nó gắn ngay đây à? Thì nếu anh thích anh để đây. Thì nhấn thôi. Đúng rồi, nhấp. Nó nhẹ lắm. Ừ. Tức là cái đám này là không cần hết thôi. Bỏ hết, bỏ. Cái này em bỏ hết ra luôn cho nó nhẹ. Rồi gắn nguyên cái bộ kia lên.
Nhưng mà chắc là em sẽ để lại cái mạch này cho anh. Để đi. Lỡ mà đúng rồi. Cần một cái đèn nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà em bỏ công tắc này qua chỗ khác, để công tắc của con lục vào đây. Nếu mà để đây không được thì em mới tính xuống như này. Thật ra nếu mà anh không có cái nút này á, anh để đây được. Nó cũng tiện lắm. Nhưng mà do anh có cái nút này rồi nó vướng. Cho nên thôi em sẽ tính cái gì để đây. Một đây, hai đây, còn cái này thì em về qua đây. Thì sau này anh cứ lắp cái gì đó là xài. Cái mạch là em để lại, không thông tháo ra. Chỉ tháo cái mạch tôi để bắt lại cho anh thôi. Còn cái mạch này em đi thì để im. Rồi chốt vậy nha. Ok, đây là chiếc Triumph Tiger 900 của giáo sư Hiệp đã lấy về xem shop. Bây giờ thì đi rửa xe trước đã. Sẵn tiện thì mình đã mở dịch vụ rửa xe dành cho phân khối lớn. Thì tụi mình cũng chỉ rửa không chạm các bạn. Nói chung là rửa cũng có dụng cụ đó nhưng mà hạn chế. Tụi mình kiểu đánh nhanh rút gọn và mình rửa bằng Sonat nha. Thì xe phân khối lớn thì chỉ có thể rửa bằng Sonat thôi. Nó sạch sâu và nó sau khi mà sạch xong thì nó có hiệu ứng cánh sang. Thật ra thì không nhiều đâu, nhưng mà cũng đỡ hơn là không có. Mình ở đây một là xài xà bông của xe em shop sản xuất, hai là xài Sonat thôi. Có mỗi kinh nghiệm như thế này nè, cái bạn dắt xe phân khối lớn á, các bạn đừng để trống nha. Các bạn sợ nó ngã thì các bạn đứng bên này, nó không ngã bên này đâu, nó sẽ ngã bên kia kìa. Nên là bạn đừng có để trống nha. Để trống nên nó quất vô giò á. Xe cũng hơi dơ đó, rửa lấy 100 ngàn cũng được. Để rửa Sonat đi, rửa Sonat lấy giáo sư 100 ngàn. Phát hiện xe giáo sư bị chày các bạn. Chụp cho giáo sư chứ để mất công giáo sư chưa có biết. Nhiều khi á giống như mình á, mình đi xe, xe mình bị gì mình ít đi để ý lắm. Mình không có thuộc dạng cưng xe đến mức mà rảnh rảnh cái đi coi. Cái này cũng là Sonat nè. Cái này là những cái chỗ bít bẩn mà nó cứng đầu quá thì mình sẽ dùng cái này. Cái này thì mắc lắm. Cái này một lít nó tới gần 200 ngàn. Nên xài cũng tiết kiệm lắm. Cho nên mình không bỏ vô cái bình lớn, mình xịt bình nhỏ. Ví dụ như những cái chỗ mô nè, máy móc nè, mình sẽ xịt vô đó. Trong đây là giáo sư xài dưỡng sơn Motul C4. Không ra, căng lắm, dính ghê lắm. Motul C4, Spider, Pentor là một trong những cái dòng dưỡng sơn mà nó dính khủng khiếp nhất. Vệ sinh cực lắm các bạn. Ok các bạn, mình vừa làm xong rồi. Thì mình đã lắp xong cái cặp Lobo L15 lên xe. Thì mình sẽ gắn vào cái vị trí đó là cái khung chống đổ đằng trước này. Lắp cái bát của Lobo thì mình sẽ thay đổi một vài thứ. Thật ra thay đổi là thay đổi về cái góc thôi. Thì đúng ra cái Lobo á là cái đèn đây, cái bát nó sẽ nằm cong vậy, ập vô làm cong lên cái đèn như thế này. Nhưng mà mình sẽ lật ngược cái bát lại, sau đó mình sẽ chê một cái cục canh và một cái long đình que để đổi cái chiều hướng của cái đèn lại cho nó ra được một cái thế mà mình mong muốn, là nó sẽ không bị áp ra ngoài phần chống đổ quá. Nghĩa là nếu mà mình gắn như bình thường nó sẽ bị lộ ra ngoài đây luôn, sẽ nằm ngoài đây luôn, là khi mà va chạm ngã xe vậy đấy là cái đèn nó ăn trọn luôn các bạn ha. Mình sẽ đẩy vô cái khung lại cho nó gọn lại một xíu để khi mà nó bị va chạm té ngã thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Và thay đó mình sẽ thay con ốc chỗ đây. Ốc chỗ đây mình sẽ thay một con ốc dài ra và mình lóc thêm phun tán ở đây nữa. Căn bản mặc định của cái bát này đã có rang 8 đây sẵn rồi, nhưng mà mình sẽ lóc thêm ốc dài ra, lóc phun tán nữa để mình tính luôn trường hợp mà nó va chạm ngã gì đấy thì con ốc này sẽ dài ra một xíu, này sẽ đỡ được một xíu về phần đèn. Nói chung là nó cũng không có nhiều đâu, nhưng mà lỡ cái trường hợp đấy xảy ra thì khả năng nó sẽ phát huy được một ít tác dụng, tại vì giá đèn cũng cao mà mình phải cho nó hợp lý một xíu. Cái việc mà mình lắp cái đèn đây nó khó chịu với bản thân mình. Ở đây một cái là cái khung chống đổ. Khung chống đổ của xe này không có đều nhau các bạn, thay vì hai bên nó đều nhau nha, nó cao bằng nhau, nó đưa ra bằng nhau, nó xuống bằng nhau.
thì ok không nói. Thì đây nó có một cái khung nó sẽ thấp hơn một xíu, mà cái độ dài độ cong nó đưa ra thì một cái cong vừa một cái cong dài ra phía trước, nên ra cái việc canh đèn mình nó không có canh ngang hai cái đèn nó ngang phẳng nhau được, thì nó hơi khó chịu xíu, nhưng mà mình đã cố gắng cho nó nhìn nó cân đối rồi, cân đối theo cái mức vừa phải rồi, nó không được tuyệt đối như cái mình mong muốn. Nhìn vô phía trước mình sẽ thấy nó đều, nhưng mà đối với mình kỹ vào thì sẽ thấy nó hơi lệch nhẹ một xíu đó, nhưng mà không sao, cái đó là cái theo bắt buộc rồi. Rồi thì mình có dán thêm một cái cặp chắn bùn ở đây, trước khách chưa có dán cho nên là cái cổ nó sát hết trơn rồi, dán nó sẽ hạn chế được cái bùn đó nó bắn lên, thì cái việc mà cổ bô rỉ sát nó cũng hạn chế hơn rất là nhiều. Nó sẽ không được tránh hoàn toàn, nhưng nó tránh được khoảng 50-60% cái lượng bùn đất mà bắn lên cái phần cổ bô đó. Mình sẽ gán một cái tấm ở đây sẽ dài được như đây ha, khi bạn ngồi xuống nó sẽ thụng xuống một xíu nữa thì nó sẽ ngang ngang cái mỏ cày này, tới đây là đẹp rồi. Thì ở sau thì mình sẽ dán cái phần trên đây, nó sẽ quay sẽ hơi khó thấy. Đây mình sẽ dán trên đây một tấm chặn xuống đây luôn, mình sẽ không dán bên trong này mà mình sang ở ngoài, tại vì cái bùn đất nó bắn từ đây nó sẽ không bắn dưới chân được nha, bắn từ đây nè, nó cuốn vào trong cái hướng này sẽ tạt vào đây, thì mình sẽ để một miếng ở đây và mình sẽ cách ở cái phần chắn bùn và phần gấp nó sẽ hở một khoảng khúc như đây nè, khoảng phân rưỡi hai phân gì đấy. Khi mà người ngồi trên xe ngồi xuống nó sẽ hạ xuống một xíu, và nếu mà chở hai nữa nó sẽ hạ xuống một xíu là nó gần như là nó sẽ đụng cái gấp. Là mình sẽ tính luôn khoảng cách này ha, đó là nó sẽ không bị đụng cái gấp nhiều, là nó vừa chạm cái gấp thôi, là nó chắn bùn rất là tốt. Chỉ những cái việc đơn giản thế này thôi thì là sẽ bảo vệ cái phục rất là nhiều và vệ sinh nó đỡ cực nữa. Thò tay vô đây để vệ sinh cái phục thì khá là cực ha. Rồi về phần công tắc mình sẽ để ngay phần trên cái cụm bên trái luôn, tại vì nó sẽ có hai chỗ để bạn ha. Một là cái phía bên đây nó sẽ có một mặt cái mặt phẳng ngang ở đây luôn, thì các bạn dán tắt vào sẽ nằm ngay đây trên phần ngay chỗ cốt pha thì nó rất là đẹp và nó phẳng cái công tắc ngang đây luôn. Nhưng mà theo nhu cầu khách mình sẽ để dọc ở đây. Tiger nó có rất là nhiều bản, nhưng mà bản này nó sẽ không có những công tắc trên đây, nó sẽ chống và cái lỗ này sẽ bị lít lại, thì mình sẽ có vị trí mình đặt công tắc ở đây. Thì tùy khách sử dụng thôi, với lại vị trí công tắc này mình thay đổi nó cũng dễ, cần lật ngang dán keo đen nữa là xong. Thì khách muốn đổi qua vị trí nào cũng được. Này với mình dán bằng bao mờ nó rất là cứng ha, rất là bền, mà đi nắng nó càng bền nữa, đi nắng nó sẽ chảy ra, sẽ bền hơn rất là nhiều. Rồi, nếu mà các bạn muốn chế độ gọi là nháy qua nháy lại á, độ tín hiệu thì các bạn nhấn hai lần. Các bạn muốn đổi chế độ của đèn thì các bạn nhấn vào nó nguồn một cái, nó sẽ đổi chế độ. Bạn nhấn thêm một lần nữa, nó sẽ đổi chế độ nữa, nó sẽ có ba chế độ cho các bạn. Các bạn nhấn một lần nữa sẽ là quay lại chế độ 1. Các bạn muốn tắt chế độ đi, các bạn nhấn hai lần là tắt chế độ. Rồi các bạn muốn tắt đèn, các bạn sẽ đè giữ, các bạn giữ nè, giữ im luôn. Nó sẽ đổi màu một lần và nó sẽ tắt. Thì cái bạn đang tắt đèn các bạn muốn xin được. Rồi các bạn muốn bật pha sao? Mở đèn lên, nhấn nút nguồn một cái sẽ là bật pha, nhấn nút nguồn một cái sẽ trở về chế độ cốt, phát sinh bình thường. Rồi còn kèn, đây mình nãy em nói chế độ kèn, thì khi bóp kèn các bạn bóp như thế này nè là nó sẽ không lên kèn. Khi các bạn đè im luôn, đó là cái chế độ đó ha, các bạn đè im luôn là đèn sẽ nháy. Chức năng cò này đa số là nhiều người sẽ không sử dụng, và cũng một vài khách là mình sẽ không có câu cái cò này, tại vì khách thấy khá là bất tiện không sử dụng. Nhưng mà khách này đi tour nhiều, sử dụng tua nhiều và trên đường gặp nhiều sự cố thì mình sẽ câu cho nó đủ chức năng của bộ lưu bu mang lại luôn, để sau này nếu mà khi đổ ý lại mất công câu lại các bạn, nếu mà không cần ngừng rút dây ra thôi. Ok, đó là toàn bộ video ngày hôm nay. Nếu các bạn thắc mắc gì các bạn hãy comment bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Bye bye.